Một chọi một là thực tế mà My Anh và các bạn của mình sẽ phải đối mặt trong cuộc đua vào lớp 10 công lập Hà Nội sắp tới. 18 đến 19 tiếng một ngày chỉ để học và luyện đề. Nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng bố mẹ và nỗi sợ nếu trượt cấp 3 lại giúp các em gắng gượng. Mình gần như đã sụp đổ, tại vì là bao nhiêu năm mình học khóa học hành, xong rồi lại còn tiền của bố mẹ đổ vào, và mình lại có thể không đỗ được cấp 3. Thì mình học những cái trường khác, tài chính là mình thì chắc chắn sẽ không thể đủ được. Áp lực cứ chồng chất xong, cảm giác nó tiêu cực, mình không nghĩ tương lai của mình sẽ sáng lạn, xong rồi ngày đêm trằn trọc, 12 giờ đêm rồi tưởng là mệt quá ngủ ngon nhưng cuối cùng vẫn không ngủ được. Áp lực của con cũng là mối lo của cha mẹ. Chạy đôn chạy đáo để mua hồ sơ ghi danh và đặt cọc dự tuyển vào nhiều trường tư thục là cách mà nhiều gia đình dùng để đề phòng kết quả thi không như kỳ vọng. Nhiều cung bậc cảm xúc nảy sinh từ đó. Có gia đình tới cổng trường rồi nhưng vẫn không thể vào đăng ký vì chưa tìm được tiếng nói chung. Con thì thả con thì là con buồn cười đấy. Con thì thích học cùng với những cái người bạn của con là lên cấp 3 học cùng. Nhưng mà vì cái trường mà những cái bạn người bạn ấy chọn cùng thì là không có ổn. Nhưng mà bây giờ bạn đi cũng không nghe lời mình chẳng biết làm nào. Hiện toàn thành phố chỉ có 121 trường trung học phổ thông công lập, trong khi số học sinh tăng nhanh, tốc độ xây trường lại rất ít, khiến tình trạng quá tải lớp 10 công lập Hà Nội ngày càng trầm trọng. Thậm chí dù ở ngoại thành, nhưng ngay năm đầu tiên tuyển sinh sau khi thành lập thì trường trung học phổ thông Minh Hà đã phải vượt một lớp so với chỉ tiêu ban đầu. Thành phố cũng giao chỉ tiêu tuyển sinh trường là 10 lớp. Tuy nhiên khi xác định điểm chuẩn thì các em lại trở về học với trường hết, cho nên là hiện nay đang có 11 lớp. Có những cái khu đất dành cho trường học rất là đẹp thì đến bây giờ cũng vẫn cứ bỏ hoang. Và đấy là một cái điều đau xót đối với lại cái ngành giáo dục thủ đô. Chúng ta cần phải làm sao để có thể là đầu tư được cái quỹ đất dành cho các trường một cách nhiều hơn. Gần nửa trong số hơn 120.000 học sinh lớp 9 Hà Nội năm nay sẽ phải gánh tâm lý trượt lớp 10 công lập. Vết sẹo tâm lý mà bất cứ học sinh ở ngưỡng tuổi 15 đã từng trải qua đều sẽ hiểu về tác động của nó. Các em phải chịu rất là nhiều những cái áp lực về mặt thi cử. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự phát triển tâm lý nói chung của các em. Và đối với những em học sinh mà gặp phải những cái khó khăn trong việc học tập thì thực sự đó là một bi kịch. Dù học tiếp lớp 10 trung học phổ thông công lập không phải là cánh cửa duy nhất, nhưng vẫn là mong mỏi và lựa chọn của hầu hết học sinh và phụ huynh. Nhiều kỳ tuyển sinh đã khép lại, kỳ tuyển sinh mới sắp bắt đầu và cũng sẽ còn rất nhiều các kỳ tuyển sinh khác sẽ diễn ra. Làm sao để tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao kỷ lục không lặp lại mỗi năm là bài toán cấp thiết đặt ra cho thành phố Hà Nội.